Không cần phải thiết kế ảnh, cũng không cần phải chụp ảnh và bạn có thể tạo cho mình những bức ảnh đẹp giống như thế này. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Nguyễn Minh Phụng Official, kênh YouTube chuyên chia sẻ cho các bạn những công cụ trực tuyến, những chiến lược giúp cho các bạn có thể kiếm tiền online và từng bước đưa doanh nghiệp của mình lên trên Internet. Từ đó các bạn sẽ có nhiều khách hàng tiềm năng hơn và các bạn bán được nhiều hàng hơn trên mạng. Và trong video này, nếu như các bạn thường xuyên phải đăng bài ở trên fanpage hay là đăng bài ở trên website và các bạn đang mất rất là nhiều thời gian cho việc thiết kế ảnh hay là chụp ảnh, thì các bạn có thể tạo ra những bức ảnh giống như thế này rất là đơn giản luôn. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, hãy cùng đón xem nha. Và để tạo được những bức ảnh giống như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm tên là Canva, và các bạn truy cập vào là canva.com để chúng ta có thể thiết kế nha. Và ở đây thì mình sẽ bấm là tạo ảnh mới, thì chúng ta sẽ có các lựa chọn, ví dụ như là hình ảnh ở trên fanpage hoặc là hình ảnh ở trên YouTube. Tuy nhiên trong video này mình sẽ sử dụng là ảnh với cỡ tùy chỉnh, và kích cỡ mình chọn là 1200 nhân cho 900. Với ảnh này thì mình có thể đăng lên trên website hoặc là mình đăng ở trên fanpage được luôn nha. Và cái giao diện thiết kế nó sẽ giống như thế này các bạn. Và chúng ta sẽ chờ một chút để nó load xong. Và chúng ta sẽ đưa chuột vào bên trái, và ở cái biểu tượng cuối cùng là biểu tượng nội dung Magic. Thì cái công cụ này nó rất là thần thánh, nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra những cái bức ảnh bằng trí tuệ nhân tạo. Các bạn để ý, các bạn sẽ thấy một cái ô để nhập liệu ha. Và các bạn muốn thiết kế ảnh như thế nào thì các bạn hãy mô tả vào trong đây. Nội dung bằng tiếng Việt hoặc là tiếng Anh đều được. Thì các bạn muốn thiết kế ảnh như thế nào thì cứ nhập vào đây để cái công cụ này nó hiểu rõ ý của chúng ta và nó tạo ảnh cho chúng ta. Ví dụ ở trong video này thì mình sẽ thiết kế một cái bức ảnh là cánh đồng lúa, ở phía xa xa là những cái dãy núi. Và ở giữa tấm ảnh thì chúng ta sẽ có một người đang sử dụng laptop. Và ở bên dưới thì chúng ta sẽ có các kiểu của ảnh, ví dụ như là kiểu ảnh vẽ, kiểu anime hoặc là kiểu điện ảnh. Cái cỡ thì nó sẽ có cỡ vuông, cỡ dọc và cỡ ngang, thì mình sẽ chọn là cỡ ngang. Rồi xong thì mình bấm nút tạo thôi. Và chúng ta sẽ đợi trong giây lát cho cái công cụ này nó tạo ra cái bức ảnh. Những cái bức ảnh nó đang được dần tạo ra. Rồi chúng ta sẽ chọn cái bức ảnh đầu tiên xem như thế nào. Wow, chúng ta đã tạo ra được một cái bức ảnh rồi. Nó giống như trong phim hoạt hình nữa các bạn. Cánh đồng lúa nè, có những dãy núi mà một người đang sử dụng laptop. Ok, mình sẽ lấy cái tấm ảnh thứ hai xem như thế nào. Rồi, các bạn thấy không? Nó có những cái tấm ảnh tương tự. Và bây giờ mình sẽ thử qua cái kiểu điện ảnh nha. Và chúng ta tạo lại bức ảnh này với cái kiểu ảnh là kiểu điện ảnh. Các bạn xem này. Để mình lấy qua. Các bạn thấy không? Hiện ra trong mắt mình là một cái bức ảnh nó rất là thật luôn, nó giống như ảnh chụp như vậy đó. Cảnh cánh đồng lúa nè, người ngồi ở bên cạnh chiếc laptop và có đội thêm cái nón lá nữa, nó rất là style Việt Nam luôn các bạn. Ok, như vậy là mình đã vừa hướng dẫn các bạn tạo ra những cái bức ảnh bằng cái công cụ AI. Và các bạn có thể bấm nút chia sẻ và các bạn bấm nút tải xuống để tải về thôi. Trong trường hợp là các bạn đang sử dụng Canva mà không phải là Canva Pro đó, các bạn muốn mở rộng những cái tính năng nhiều hơn, thiết kế được nhiều hơn, thì các bạn có thể truy cập vào là canva.phụng.vn để chúng ta sẽ tham khảo những cái gói Canva giống như thế này. Rồi các bạn thấy hay thì bấm nút đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông thông báo để ủng hộ mình nha.